Màn hình MSI Optic G27C4 sử dụng tấm nền màn hình có độ cong 1500R, thoải mái nhất và phù hợp với nhiều ứng dụng từ điện toán thông thường cho đến chơi game. Các tấm nền cong cũng giúp cho việc nhập vai và trò chơi khiến bạn cảm thấy kết nối nhiều hơn với toàn bộ trải nghiệm. Màn hình được trang bị tấm nền VALED với tần số quét 165Hz+, thời gian phản ứng 1ms, mang lại lợi thế nhất trong các trò chơi chuyển động nhanh như là game bắn súng góc nhìn thứ nhất, máy bay chiến đấu hay là game eSports. Với những loại trò chơi này đòi hỏi những chuyển động rất nhanh và chính xác sẽ đưa bạn vượt lên trước đối thủ. Được tích hợp công nghệ AMD Adaptive Sync để tạo ra hình ảnh mượt mà nhất cho trò chơi của bạn, giúp loại bỏ hiện tượng rách màn hình, thưởng thức trò chơi trọn vẹn nhất với hình ảnh cực kỳ mượt mà và không bị lag. Với màn hình thông thường có tốc độ nhấp nháy khoảng 200 lần mỗi giây, các bạn không thể nào nhận thấy bằng mắt thường nhưng có thể gây ra mỏi mắt trong thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, với công nghệ chống nhấp nháy MSI cung cấp trải nghiệm xem rất thoải mái bằng cách giảm lượng nhấp nháy xuống thấp nhất. Sản phẩm hiện đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 36 tháng, adapter bảo hành 12 tháng.